Mizu lên tiếng về màn cầu hôn của Kiều Minh Tuấn và chuyện hay khoe sổ đỏ. Tối mùng 8 tháng 4, Mizu thu hút ánh nhìn trong bộ váy trắng khoe vẻ nữ tính, gợi cảm, tham gia buổi ra mắt dự án Tâm Love lỡ va vào nhau. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Thương, một người mẹ đơn thân xinh đẹp, có chính kiến và hết mình với công việc. Đây cũng là vai diễn trở lại với phim ảnh của Mizu sau thời gian vắng bóng. Mizu cho biết, sau khi đọc kịch bản, cô rất thích nhân vật nữ chính vì phù hợp với tính cách của cô. Vai Thương là một cô gái độc lập, tự tin và mạnh mẽ trong cuộc sống. Cô ấy lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, chứ không phải do hoàn cảnh xô đẩy. Điều này làm tôi rất thích nhân vật và quyết định nhận lời tham gia. Tôi cũng muốn thử xem mình làm mẹ đơn thân trên phim thì sẽ như thế nào. Đây là vai diễn khá đặc biệt với Mizu khi lần đầu được kết hợp cùng Kiều Minh Tuấn và Tuấn Trần với nhiều cảnh tình cảm. Lần đầu hợp tác, người đẹp có chút ngại ngùng. Song vì Kiều Minh Tuấn và Tuấn Trần đều rất chuyên nghiệp nên tạo cho cô nhiều cảm xúc để hoàn thành vai diễn. Khi được hỏi liệu có chuyện phim giả tình thật vì cảnh Kiều Minh Tuấn cầu hôn từng gây xôn xao mạng xã hội, Mizu phủ nhận và nói đó chỉ là đóng phim. Phim nào thì mọi người cũng hay có tin đồn phim giả tình thật, nhưng đoạn clip hôm trước chỉ là một cảnh trong phim. Với tôi thì anh Kiều Minh Tuấn là một đàn anh, một diễn viên chuyên nghiệp, còn chuyện chúng tôi có tình cảm với nhau thì là không, cô khẳng định. Hiện tại Mizu vừa kinh doanh vừa làm giảng viên, song song với hoạt động nghệ thuật. Cô khẳng định việc thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau giúp bản thân luôn có nhiều năng lượng, hứng thú. Nói về việc thường xuyên khoe sổ đỏ trên mạng xã hội và nhận được sự chú ý, Mizu chia sẻ cô không sợ bị mọi người nghĩ mình đang khoe của. Tôi đã làm bất động sản từ khá lâu, chỉ là trước đây tôi không cập nhật gì. Nhưng khi bán đất, tôi thấy rằng việc mình trao cuốn sổ cho những vị khách của mình không phải là việc khoe khoang, nó là công việc thì mình sẽ đăng tải trên đó. Những người khách hàng khi mua đất của mình được chụp hình lưu niệm với mình thì họ sẽ rất vui và tôi cũng vui vì điều đó. Còn khi mọi người xem và nghĩ theo nhiều hướng khác nhau thì tôi không có ý kiến. Bên cạnh đó, khi nói đến việc thường được khán giả gọi là đại gia bất động sản, nữ diễn viên cười lớn và chia sẻ: "Trước giờ mọi người gọi tôi nhiều biệt danh lắm nhưng tính tôi cũng dễ, mọi người thích gọi gì cũng được, chỉ cần cái tên Mizu được nằm trong lòng mọi người là tôi đã vui rồi. Tôi làm qua rất nhiều công việc khác nhau, đầu tư ở nhiều lĩnh vực thì việc mọi người nhớ mình ở lĩnh vực nào cũng tốt cả."